Rồi Diễm Nguyên nói đi cha cha luôn. Chuẩn bị cho ba xô. Đi ngầu lên. Chuẩn bị cho điệu sai ra giữa sàn nè. Rồi chuẩn bị cho samba luôn nha. Hít sâu vô. Đi ra thi. Rồi ra điệu samba luôn. Khi nhảy 5 điệu liên tục đừng có khởi động như vậy nha.
Nào. Lại thêm một lần nữa. Rồi, bước dẫn nữ vô nè. Nguyên Hoàng, khi Nguyên Hoàng đi, con đi ảnh người đó là không có ở cái người á. Cứ đi bình thường. Đó. Khi ăn lên bình thường.